Thưa quý khán giả, những ngày qua, từ nguồn được phân bổ, các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân để góp phần cùng thành phố sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Theo báo cáo lũy tích đến nay, quận Thốt Nốt đã thực hiện tiêm tổng cộng trên 110.560 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 98.848 người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 84,3% số dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Nếu tính trên tổng dân số, tỷ lệ này là 63,6%.